Phòng mạch cây trồng xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh phấn trắng trên cây trồng và cái cách phòng trừ hiệu quả cái bệnh phấn trắng. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Về cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất đó là lý do mình làm gì cần làm gì để xác định cái bệnh trên cái cây trồng. Thứ hai là cái bệnh phấn trắng là cái bệnh như thế nào. Thứ ba là các cái loại cây dễ bị nhiễm bệnh phấn trắng là những loại cây nào. Thứ tư là vòng đời của bệnh phấn trắng. Thứ năm là triệu chứng và tác hại của bệnh phấn trắng. Số 6 là cách phòng trị phấn trắng. Và số 7 là những cái mẹo nhỏ cho cái nhà chăm sóc một hai cái chậu cảnh mà bị bệnh phấn trắng tấn công. Và số 8 là chúng ta trị bệnh phấn trắng bằng hóa học. Đó là những nội dung chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay. Và cái lý do mà chúng ta xác định cái bệnh phấn trắng trên cây trồng là để làm gì ạ? Vì mỗi một cái cây trồng á, nó có một cái loại bệnh khác nhau nên là chúng ta hiểu rõ về sâu bệnh hại và cái cách phòng trị cho chúng. Như là những cái cây bầu bí dưa, hoa hồng hay là những cây trồng khác sẽ mang lại một cái vụ mùa thành công hơn cho chúng ta. Mỗi một cái loại cây thì nó đều mắc một số cái loại sâu bệnh riêng và các cái loại sâu bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng cần sự chủ động để phòng trừ. Và cũng có các cái loại chỉ cần là lưu ý trong cái khâu chuẩn bị trồng ban đầu là có thể hạn chế cái tác hại của chúng rất là tốt. Và với nhóm mấy cây thân dây leo hay là cây hoa hồng, cây cảnh cũng như là các cái cây trồng khác là muốn phòng trừ tốt sâu bệnh cho cây, trước tiên là bà con cần phải hiểu được cái dấu hiệu nhận biết sâu bệnh đó. Và từ việc nhận diện được cái sâu bệnh, cái tác nhân gây hại, bà con sẽ đưa ra được một cái giải pháp quyết định phương pháp phòng trừ đúng đắn hơn và hiệu quả kinh tế an toàn hơn. Thì đối với cái bệnh phấn trắng, chúng ta thấy rằng đây là một cái bệnh nấm phấn trắng, là tên gọi của một cái nhóm bệnh do một số cái loài nấm có họ hàng gần nhau gây ra. Và triệu chứng chung của chúng là tạo ra một cái lớp bột màu trắng xám có thể nhìn thấy trên bề mặt lá, thân và cành của thực vật. Đây là những cái vết bệnh giống như những cái bột trắng phủ lên trên cái lá cây ha. Và phấn trắng là một cái bệnh hại phổ biến nhất trên cái họ bầu bí, dây leo và hoa. Và bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng mà gây hại mạnh nhất là vào cái giai đoạn môi trường lạnh, ẩm độ cao. Và các cái loại cây dễ bị nhiễm bệnh phấn trắng. Thứ nhất đó là một trong những cái bệnh phổ biến cho nhiều loại cái cây trồng, từ cây ăn quả nè đến cây lấy rau, ví dụ như là cây nho, cây quả mọng, cây đậu, cây cà rốt, cây dưa chuột, diếp cá, rồi ớt, cà chua, đậu Hà Lan, vân vân. Các cái loại hoa phổ biến như là hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa zinát và nhiều cái loại cây khác nó cũng đều bị cái bệnh này. Vòng đời của cái bệnh phấn trắng thì cái bệnh phấn trắng là chúng ta biết đầu tiên nó là do cái nấm Erysipelae cerium decadon gây ra. Thì những cái đốm phấn trắng nhỏ trên lá nó thường là cái dấu hiệu đầu tiên của cái bệnh phấn trắng. Những cái đốm này là giai đoạn của sợi nấm và là giai đoạn đầu gây hại. Và khi mà cái thời tiết chuyển sang lạnh thì cái sợi nấm nó có thể ngủ đông. Và qua mùa đông thì trong cái chòi hoặc là các cái bộ phận được che chở khác của cây hoặc là có thể hình thành các cái cấu trúc bào tử mở ra và cuối mùa hè hoặc rơi trước những cái cơn mưa mùa đông. Thì cái bào tử nấm có thể được phóng thích bất cứ lúc nào trong cái mùa sinh trưởng nếu điều kiện thuận lợi. Điều kiện này thường nằm trong khoảng từ 15 đến 26 độ C, nhiệt độ trên 32 độ thì có thể giết chết những cái loại nấm này. Chính vì vậy mà nó có thể phát triển trong cái điều kiện mà khí hậu lạnh rất là tốt. Về mặt kỹ thuật, nó có nhiều loài bệnh phấn trắng, mỗi loài chỉ tấn công lên một số cái cây trồng nhất định. Hầu hết các cái loài này đều có cái dòng đời tương tự như nhau và cái triệu chứng gây hại. Thì triệu chứng gây hại đầu tiên đó là cái nấm phấn trắng tấn công trực tiếp lên lá của cây họ bầu bí dưa cà. Cái thứ hai đó là chúng làm giảm cái khả năng quang hợp của cây, gây rụng lá, héo ngọn, cây sinh trưởng kém, từ đó gây ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch lá cũng như là quả bầu bí dưa cà. Và bệnh xuất hiện ở cái cây con và cây trưởng thành, gây hại các cái bộ phận trên lá, thân, cành của cây. Cái triệu chứng tiếp theo đó là gì ạ? Là triệu chứng ở những cái đám nhỏ màu xanh dần dần chuyển sang màu vàng. Có cái điểm này thì được bao phủ bởi một lớp phấn trắng xám, nhìn như là một cái bột phấn. Dần dần vết bệnh nó bao trùm lên cả phiến lá. Ngay ban đầu là nó chỉ bệnh một số đốm như thế này thôi quý vị. Nhưng mà càng ngày nó càng gây rộng ra. Đây là trên cây nho, cây bầu bí và trên cây cao su. Và cái lá nhiễm bệnh nặng thì nó chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng, rồi khô cháy, dễ rụng. Bệnh sẽ nhanh chóng lan ra từ lá, ra cành, ra hoa,
quả làm khô và chết hoa vả, cái quả thì nó kém cái phẩm chất. Và chúng ta khi mà mình xử lý cái bệnh này thì có một số cái mẹo nhỏ để cho bà con chăm sóc cái chậu cảnh, đó là trị bệnh phấn trắng bằng cái baking soda. Tức là ở nhà chúng ta có một vài chậu cây thôi thì chúng ta có thể dùng một muỗng baking soda và một nửa muỗng xà phòng dạng nước, pha vào 3 lít nước rồi chúng ta phun cái hỗn hợp này lên cây trồng. Thì chúng ta nên tưới nước cho cây cây bị nhiễm bệnh vài ngày trước khi xịt cái hỗn hợp này lên, và không xịt khi trời đang có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Xà phòng giúp hỗn hợp lan rộng và bám vào bề mặt lá tốt hơn. Vậy đó là đối với lại cái giải pháp dành cho bà con mình sử dụng cho những cái nhà vườn mà chỉ có trồng một hai chậu hồng, một hai chậu cây thôi. Về cái cách phòng trừ bệnh phấn trắng thì thứ nhất là chúng ta phòng là cần trồng cây mật độ hợp lý, bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ và ánh sáng ẩm độ thích hợp cho cây phát triển tốt, rồi dọn sạch tàn dư cây trồng khi mà mình trồng cây mới, và bệnh chớm xuất hiện là phun trị ngay bằng cái thuốc hóa học. Thì cái mẹo tiếp theo dành cho các cái nhà vườn chăm sóc một vài chậu cảnh đó là chúng ta trị bệnh phấn trắng bằng cái nước súc miệng, với cái liều lượng là cái nước súc miệng là tỷ lệ 1:3, tức là một phần nước súc miệng với 3 phần nước, và chúng ta phun lên cây trồng. Nhưng mà có một số cây nó dễ mẫn cảm với nước súc miệng nên là mình cần phải lưu ý là chúng ta phun trên những cái lá non và cái chồi, nên phun tưới vào buổi sáng khi mặt trời chưa lên. Và cái mẹo tiếp theo đó là chúng ta sử dụng trị bệnh phấn trắng bằng sữa tươi. Đây là một trong những cái mà chúng ta cũng có thể áp dụng cho một hai cái chậu cây trong nhà của mình, trong cái điều kiện mà chúng ta ở chung cư hoặc là chúng ta trồng một hai cái chậu hoa. Thì nếu như có bệnh phấn trắng thì chúng ta lấy cái hỗn hợp là một phần sữa với 2 hoặc 3 phần nước, và sau đó chúng ta phun lên cái cây trồng vào buổi sáng hoặc là chiều thì nó tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào, thì nó cũng làm giảm cái bệnh phấn trắng rất là tốt. Tuy nhiên đối với lại những cái ruộng mà chúng ta xử lý trồng nhiều với diện tích lớn thì chúng ta cần phải trị bằng cái phương pháp hóa học. Đó là chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm Mepgreen 6SL. Đây là một cái sản phẩm dầu khoáng, đó là một sản phẩm sinh học từ tinh dầu cây cam quýt, chất hỗ trợ, nó có khả năng trừ sâu và trừ bệnh luôn. Có tính lon trải và chống rửa trôi là cực tốt, nó trừ được rất là nhiều cái bệnh phấn trắng trên nhiều cái cây. Chúng ta thấy ở đây ha. Và đặc biệt là cái liều lượng sử dụng thì nó khá là thấp, đâu đó khoảng 200ml trên 100 lít nước, tức là 20 lít thuốc trên 1 lít nước thì hiệu quả rất là cao. Và giải pháp trị bằng hóa học của nhiều cái sản phẩm tiếp theo đó là có thể sử dụng cái Daconin để chúng ta phun lên, hoặc là chúng ta sử dụng cái Sico, hay là cái Anvin, hoặc là cái Amitatop để quản lý rất là tốt cái bệnh phấn trắng. Và bên cạnh đó thì còn có sản phẩm như là Aliet cũng trừ rất là tốt, và kể cả Nativo hay là cái Ridomingon. Đối với những sản phẩm này thì chúng ta chỉ cần phun đơn và phun đúng theo liều khuyến cáo thì sẽ trừ tốt được cái bệnh phấn trắng trên cây trồng của chúng ta. Đó là một số cái thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về bệnh phấn trắng và giải pháp phòng trị. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.